hello xin chào quý vị và các bạn rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của khánh nguyễn cuộc sống đức u bảy mươi xinh đẹp à, các bạn ơi hôm nay là ngày đầu tuần ở việt nam còn ở bên mỹ thì vẫn là ngày chủ nhật nhưng mà mình mến chúc quý vị và các bạn một ngày đầu tuần việt nam là ngày đầu tuần mỹ <laughs> là ngày chủ nhật à, có một sức khỏe dồi dào Gia đình hạnh phúc trong mùa đại dịch Và các bạn có biết không Trong cái thời giãn cách ly Ở Việt Nam vô cùng căng thẳng Và những người dân Nhiều người rất là hoàn cảnh khó khăn Thì có, nó có rất nhiều Muôn hình, muôn vẻ Người thì đi xin ăn à, Nhưng mà cũng có rất nhiều Các cái mạnh thường quân Mà người ta cực kỳ là tốt bụng Mang đồ ăn đi phát cho những người mà mình xem ấy có rất nhiều các cái, cái uh, clip là uh, những người mà không có việc làm ấy ra ngoài đường ngồi ra ngoài đường ngồi thì uh, à, mạnh thường quân ví dụ như là lê uh, thân thiện là đi phát cứ đi ở dọc đường ấy mà có ai uh, ngồi ở dọc đường ấy là hỏi xong là cho tiền người nào cũng cho cho người thì cho 200 nghìn, người thì cho 400 nghìn. Có một cô là đi ra bán đồ thì chú Lê Thiên Thiện cho, nhưng mà cô ấy không lấy, cô phủi tay cô ấy không lấy. Cô ấy bảo cô không lấy, cô ấy đi buôn bán cô ấy lấy tiền thì cô ấy có có tiền cô ấy sinh sống rồi cô ấy không lấy. Có rất nhiều nhiều thì cũng cũng nó cũng muôn hình muôn vẻ, có người thì thì không lấy có người thì lấy ví dụ như là đi phát đồ ăn ấy thì gần đây này mình mới xem một cái clip mới đăng mới được có mấy chục phút đây này là rất là dễ thương nghe chú đi đi chở đồ ăn đi khắp Sài Gòn đi phát cho ca những cái người đồ ăn ấy thì có những người là lấy nhưng có những người thì thì không lấy thì bảo lấy ít thôi để còn để nhường cho người khác rất là dễ thương mà có người thì gần chú còn phải lăn lỉ, ấy. phải lăn lỉ ấy, lấy đi nhà nhạc nhà con còn nhiều lắm nhà con giàu nhà con bán vàng mà còn nhiều lắm <laughs> rất là rất là dễ thương nhé hiện tại như là đây mời các bạn xem Hả? cái gì ai dụ Vô, đúng rồi phục vụ tận mặt tận miệng luôn vụ tận miệng luôn ngon luôn trời ơi có con chó nữa con chó được tiên nha Thôi, sao vậy không lấy nhiều đi còn nhiều lắm nhà một kho đấy các bạn thấy dễ thương chưa đi phát đồ từ thiện mà còn phải lăn lỉ khách hàng ấy có những người có những người thì họ cũng rất là là tinh thần cao họ vào lấy ít thôi còn để nhờ người khác nhưng mà có những người thì tham nhận rất là nhiều thì nó cũng nguồn hình muôn vẻ nhưng mà mình thấy là những dân Việt Nam bây giờ đa số những người dân là người ta cũng có tinh thần rất là cao mà mà cũng tốt đấy chứ đúng không chứ nhiều khi như cái 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 hôm lâu rồi đấy mình xem đấy là cái đi phát cơm từ thiện ấy cái gì lang thang à, Sài Gòn ngày nay đấy đi phát cơm từ thiện thì có những cái chỗ xem rất là bức xúc nhé phát cơm cho người ta được một suất mà mắng mắng dân rồi nói dân không ra cái gì cả nào thì um, chú uh, đói mà sao chú béo thế chú to thế rồi uh, uh, người thì uh, vặn vẹo người ta nó có biết là ngày gì không Thế mà người ta họ người ta trả lời là đang nghỉ dịch và dịch thì tại sao cho con ra đường mà để không đeo khẩu trang thì tôi bây giờ cứ nhắc nhẹ người ta là đeo khẩu trang và bây giờ đang dịch thì cô chú nhớ nhớ nhắc cháu đeo khẩu trang mà cũng là một câu đúng không các bạn nhưng mà vặt vẹo nói người ta không ra cái gì cả rồi um, nói chung là cái miếng ăn quá quá khẩu thành tàn nếu mà uh, chẳng qua là người ta uh, hoàn cảnh quá thì người ta phải phải lấy được cái, cái một suất ăn thì đâu có phải là giàu đúng không Đấy, rồi người thì à, đói mà lại sơn móng tay trời ơi <laughs> nó cũng rất nhiều cái ý kiến trái chiều thì đấy đấy là cái hôm lâu ở đây là mình nhắc lại thôi nhưng mà cái cái vừa rồi đây là cái cái uh, trường hợp này nó rất là dễ thương đúng không các bạn thì uh, bây giờ mình cũng chỉ mong làm sao mà cái dịch nó nhanh qua để cho người dân nó đỡ khổ chứ hiện nay là là Việt Nam là rất là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn những người mà người ta có dư giả thì còn giãn kích ly thì không đi không làm ăn buôn bán gì được cái thì người ta còn có của ăn của để thì người ta lôi ra người thì người ta ăn nhưng mà cũng có người là làm một uh, một ngày hai tay vơ miệng còn không đủ ăn đấy chứ như thế này nó họ rất là khổ mà nhiều người họ cũng kêu ca lắm uh, hôm có mình xem có một uh, ông đấy ông ngồi ông khóc ông khóc ông cứ ông cứ mong là làm sao mà dịch nó nó qua đi chứ như thế này thì khổ khổ quá chết đói rồi rồi vừa rồi các bạn xem đấy là thúy nga đã từ thiện cho việt nam là bao nhiêu ba trăm tấn gạo à là nói chung là thúy nga làm từ thiện về việt nam là là vừa rồi là rất là nhiều quên đến mình làm cái cái này nên mình đã xem rồi nhưng mà nó không nhớ ở trong đầu đâu cũng là phải mở ra xem <laughs> thì, thì thì nói thì nó mới mới chuẩn được nhưng mà thôi thì thúy nga vừa rồi ấy là làm từ thiện là cái video gõ cửa thăm nhà là từ thiện về Việt Nam là mấy tấn gạo và sau đó thì lại lấy cả cái vừa tiền của mình lại vừa lấy cả tiền mà mạnh thường quân cho kim ngân đấy thì thứ nga đã qua nhiều cái, cái cái sự việc mà lùng tùng nhiều chuyện thì thứ nga trả lại những người cho kim ngân thì cũng có người người ta nhận lại có người người ta nói là bây giờ cho không phù hợp nữa thì người ta muốn lấy lại nếu còn có người thì người ta không lấy và người ta để bảo Thúy nga là tùy làm gì thì làm hoặc là lấy cái tiền đấy là gửi về Việt Nam làm từ thiện thì Thúy nga cũng đã lấy cái tiền đấy là gửi về Việt Nam là mua một một sáu trăm cái bộ y tế mà mỗi một bộ là bảy mươi năm loại chất lượng đấy thế là một cái tinh, cái cái tinh thần rất là cao cả các bạn ạ. Ấy thì cũng muôn hình muôn vẻ lắm mà thôi tất cả bây giờ thì mình cũng hy vọng là việt nam là nhanh hết dịch việt nam nói riêng và trên thế giới nói chung là nhanh hết dịch để cho mọi người mọi người dân được sống như bình thường như ngày xưa trời ơi đang mơ ước đây có cái cái dịch này nó, nó tai ác nó làm cho bao nhiêu người ra đi vợ lìa chồng, vợ lìa chồng con lìa, à, à, con lìa cha mẹ rồi à, có những người mà cha mẹ qua đời thì cũng không thể về mà mà chia buồn Và gặp mặt cha mẹ lần cuối được rất là đau lòng đúng không các bạn? nhà mong làm sao mà cái dịch này nó qua đi chứ còn là rất rất là hoan nghênh các cái à, mạnh thường quân có cái tinh thần cao cả đã đi phát đồ ăn từ thiện như hôm uh, uh, lê thân thiện đi phát ý, thì uh, những người mà cứ ngồi ở đường ấy hỏi thế có ăn ăn gì không thì bảo ăn rồi ăn ở đâu có ăn những người mà người ta mang cái đồ từ thiện đến người ta cho đấy mang tận nơi cho rất là nhiều nên là mình thấy là việt nam là cũng tinh thần rất là cao cả chứ không phải là bình thường đâu uh, hoan nghênh hoan nghênh những uh, mạnh thường quân này có tinh thần cao cả và đây này nhất là cái chú này chú ý đi chú ý phát đồ từ thiện này phải nói là đi phát đồ từ thiện mà còn phải lăn lỉ đấy lăn lỉ người ta lấy đi lấy đi nhà con giàu lắm nhà con còn cả kho <laughs> nghe rất là dễ thương và rất là đáng yêu đúng không các bạn ok thì mình vừa mới xem được ôi rồi bây giờ mới mới có hơn 2 giờ đêm mà chưa đến 3 giờ nhưng mà mình xem thấy mình thấy có cái cái video nó, nó hay quá mình làm ngay làm ngay nó người ta vừa mới đăng lên xong Ok nhé. Bye bye các bạn.